nhà ngoại cảm. Cái này nhiều quá không biết gì về mà cảm. Bây giờ bên nhà nếu không mấy gì mày nghe nhưng mà về trả lên cái xe lên ngay đây này. Lấy cái hình mấy ảnh về đây. Thôi để mai là muộn rồi đi. Không muộn. Nếu mà mày ngại thì mình trả đi. Tôi tính toán là 55.000 đồng ạ. 55.000 đồng. Đâu, thế chứng minh cho con. À. Bố mày đã có cái này chưa? Nhưng mà chú cũng có này. Người từ Hà Nội mua này. Nguyên tư lệnh bộ đội chúng tôi. Nhưng mà ở trong Sài Gòn này hay là ngoài Bắc gửi vào? Chú đi.